Rồi giờ mình bấm là hỏi là tôi có thể hớt tóc và quay phim ở đây được hay không ha. Rồi hoàn tất, để mình coi coi đến đây nó nói sao. Cảm giác nâng thoát nơi tiên đi tì. Cảm giác nâng thoát nơi tiên đi tì. Rồi ok, để giờ mình hỏi ảnh. Cảm giác nâng thoát nơi tiên đi tì. Ok, camera. Đúng rồi, camera quay phim. Nè, anh tính qua đây đi chơi hết tóc rồi quay phim đồ á. Hỏi anh thử có được không? Quay phim đăng. Thưa sợ hay quật. Vừa tha thư. Thở đủ bạn. Như này thở đủ thở. Để nó thở đủ mà. Thở nhân kia cho hay quật thở đúng không? Rồi ảnh ok rồi nha. Giờ mình chờ ảnh hết cho khách xong rồi. Hên quá, có em gái biết nói tiếng Việt qua dịch. Chứ mình mở Google dịch lên là ảnh cũng không biết luôn. Không, nó dịch không có giống mẹ. Nó dịch chữa cháy mà. Đây mình có mấy cái mẫu nè, cương vô ra đây có mấy cái mẫu sẵn nè, mấy mẫu bên đây cũng mấy mẫu hiện đại không nha, chứ không phải là mẫu ấy đâu. Mẫu này mốt ai về già hết là đẹp nè, mẫu này đẻ nè. Đó, giờ cho đại ca lên mâm. Từ đó giờ có đi qua cam hớt tóc lần nào chưa? Chưa hả? Giờ bữa nay đi cho biết. Không mấy cạo luôn đi. Hết kiểu nào chỉ anh kìa. Có mẫu sẵn kìa, hết cái nào chỉ anh đi. đây. Cái đầu của nó là hết giống vậy nè. Ok ha. Nè, cái đầu mày dày chứ gì nữa, đúng không? Hai đầu y chang nhau. Đâu cái nào? Cái này hả? Rồi đó rồi. Chị trật ảnh canh phóng cho anh chị lại. Hên đây các bạn, hên đây là không có mẫu mà cạo đầu ngang cỡ, có là mình chỉ cho cạo luôn đó. Đây các bạn, mình sẽ ba anh em mình sẽ không hớt ở một tiệm nha. Ba anh em mình là mỗi người sẽ hớt một tiệm khác nhau để mình coi giá cả với lại mình đi trải nghiệm được thêm nhiều tiệm ha. Ủa giờ cái tiếng mà cạo luôn là tiếng Campuchia mình nói sao ta? Đó, đây là tiệm hớt tóc đầu tiên. Đây các bạn, đây là phía trước tiệm là có nhà của người dân. Nhà sàn, đặc trưng bên đây là nhà sàn. Đối diện là có tiệm làm tóc. Tiệm làm tóc nữ, trong đó có một bé người cam lúc nãy qua dịch giùm cho tụi mình. Rồi kế bên là có một cây xăng luôn. Lỡ hết xăng là mình qua mình đổ. Công bạn cũng sạch sẽ thôi mát. Đây là sạch sẽ thôi mát. Các bạn, nãy tụi mình chạy từ hướng đó trở lại đây nè. Rồi mình quên móc điện thoại ra. Mình vừa quẹo cua mình chạy đây khoảng 100m là mình chưa kịp móc điện thoại ra là mình phát hiện ở đây có một tiệm hớt tóc ha. Mình móc điện thoại ra mình quay không được. Nên giờ mình quay lại sau. Thank you.
Rồi sắp xong rồi nha các bạn. Nhìn đẹp trai hơn liền rồi đó. Giờ phấn à. Đặt phấn. Phấn này để chống ghẻ đó. Đó. Rồi. Rồi đó, xong. Sao? Thấy được không em? Được không? Đây, nhiêu tiền anh? 5.000 trăm tiền. Rồi, 5.000 là RAM mui. Không sao? RAM bon, đúng rồi. RAM là 5. Rồi, RAM bon. Em tiền nhiều lắm. Này có tiền Việt nè. Không lấy tiền Việt ha. Này 5.000, cái này tới 20.000 lận. Con này 2.000 nè. Này 10.000 nè. À đây các bạn. 5.000 ha. Rampon. Rồi ok. Akun. Cảm ơn. Anh biết nói cảm ơn luôn nha. Rồi ok, đi, giờ mình qua tiệm tiếp theo ha. Akun. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ di chuyển qua, mình đi kiếm tiệm hớt tóc tiếp theo nha mọi người. Có một cái trường học nè các bạn. Ở đây mình thấy treo mấy hình nộm gì quá chừng nè. À, ở đây mình phát hiện có một tiệm hớt tóc siêu nhỏ, siêu dễ thương. Nhưng mà tiệm này bữa nay đóng cửa rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em mình sẽ đi kiếm tiệm kế tiếp ha. Là một trường học. Khung cảnh khúc này rất là đẹp luôn nha mọi người. Này nước này là có đập xả về mọi người. Trên đập xả về bây giờ nước ngập tràn luôn. Đây là những chú bò bên cam. Một ngôi chùa. Đây tụi mình phát hiện ra có một tiệm hớt tóc nữa các bạn ơi. Đây là ở phía trước tiệm hớt tóc là người ta có cột trâu ở đây nè. Đó, ta gọc trong đây. Còn bên trong đây là có anh thợ đang hớt tóc cho mấy em nhỏ. Giờ tụi mình chờ tới lượt ha. Rồi thôi, ảnh kêu lên mà mình lên đi. Đây để đưa mình đưa mẫu cho nó coi. Đưa mẫu cho anh coi. Đây nè, nãy còn trong đây nè. Đâu rồi? Đó, mình có mẫu sẵn, đưa mẫu cho anh coi. Rồi đáng lẽ còn một hai em nữa nhưng mà anh chủ tiệm nhường cho tụi mình trước ha. Tiệm này ở đây mình có nhiều mẫu hơn nha các bạn, nhưng mà bị cái là bằng thiết nên nó hơi nóng. À đây có giá luôn nè, đây có giá này 4.000. 4 là gì ta? 4 là pay hả? 4.000 là đọc sao cương? Mui hả? Bon hả? Pay bon. À 4.000. Là ghẻ hơn số kia 5.000. Đây. Bên này anh bên này hết có vẻ nhanh hơn. Đây có em trai cứ hở mình bấm máy là em mới gửi em che mặt lại. Này thấy không, em trai ta về mới là good boy là gặp máy quay là không sợ. Này trong kia có em trai đang ngồi chơi bắn đột kích hả, bắn Free Fire. À đây là cái tủ đầu ngày của ảnh ha. Đây các bạn, ở trước tiệm hớt tóc là có một cây sầu đâu nè. Đó. Mà cây sầu đâu này nó không có lá non với nó chưa có bông á. Cái bông nó với lá non mình lấy mình bóp gỏi lá sầu đâu là ngon nhất nách luôn. Bông nó bóp gỏi với cá lóc. Có em trai đang ngồi chơi game say sưa.
Gì mắc cỡ dữ vậy? Mình là đàn ông, mình là good boy mà. Đây chưa? Cái giới thiệu các bạn đây là hình xăm này là dữ nhất nè. Đó, đó, hình xăm dữ dằn không? Quá dữ. Rồi xong. Ồ. Đẹp trai ha, từ Việt Nam qua Campuchia hất tóc nhìn đẹp trai ha. Rồi, ok ok. Rồi ok, xong. Thì như Paypon Buôn Buôn à, Buôn 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 Pay Pay là 3, Buôn là 4. Buôn Bon. Ủa, trả tiền đi. Anh lấy không ạ? À? Không có tiền. Không có tiền. Lấy tiền Việt không? Oh, ok. À, Buôn Bon. Buôn là 4 ha. Đưa 5.000 khoan khoan để kiếm 5.000. Rồi. Này 5.000, này là Rambon. Rambon. Ok ok. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Đang ngồi bấm say sưa. Bye bye. Rồi ok nha. Free fire. My name đi chơi. Đi chơi. Chơi. Chơi là cái tiếng chửi hay gì phải không? Rồi ok. Rồi con. Rồi giờ mình đi kiếm tiệm tiếp theo ha. Giờ mình đi qua tiệm tiếp theo là tới mình cắt nha. Nãy là hai người cắt rồi, giờ tới mình. Rồi ok. Tụi mình đi tới đoạn này, tụi mình gặp có mấy hàng cây thúc nốt với ở dưới có sen đẹp lắm nè. Đó. Nay ở đây là nước ngoài đập á, ngoài đập thủy điện người ta xả vô á, nên trong đây này trồng lúa được rồi nè. Đây hả, có nước là có sen mọc lên nhiều lắm mọi người, đi dọc đường mình gặp nhiều lắm. Rồi ok, giờ tụi mình lên đường tiếp tục ha. Tụi mình vô tiệm cơm ăn ha, tại giờ cũng trưa rồi mọi người nên hơi đói. Tụi mình vô mình kêu cơm mình ăn đi rồi mình đi hớt tóc tiếp ha. À đây là coi có món gì ta. Có sườn nướng hả? Sườn nướng. Sườn nướng với cái gì đi? Có một món. Ở một món hả? Ở đây gì? Canh chua hả? À ok ok. Dạ lấy 3 phần này với cái tô canh đi. Rồi kêu anh chứ. Rồi ha. Ồ đây có là món chân gà nữa nè. Ủa, ông nó nói gì mua luôn đi con.
nè 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 nè, nước theo không? Ủa trong đó hả? À vô mua nước luôn. Đâu uống lấy tao này đi. Cái mày. Ừ. Để cho anh Cường uống trâu cụng đi. Ok. Đây mình được phát ống hút. Ok. Ok ok. Mình uống miếng nước nha. Tụi mình đi từ sớm giờ nên cũng hơi ủa này bia hả? Ừ làm hết hồn trời. Nước cái tăng lực gì ta? Tăng lực. Wood. Phải wood. Giống cái này nè. Nó trang luôn. Trung hãng ha. Rồi cơm ra luôn mọi người ơi. Đó. Thì chung hết mà. Nè, cái này chung hết à. Đó. Ok. Đó. À cái này không phải canh chua nha các bạn. Cái này là giống như đầu chua ha. À đầu chua. Đầu chua với cơm sườn. Này sườn nướng nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn chung với nước mắm. Cái nước mắm này đặc nè nè nè. Để chú ổng đem nước mắm kia ra kìa. Đây, đây là nước mắm chấm nha mọi người. Đó. Đây. Nước mắm kẹo kẹo nhìn ngon ha. Đây là em mình nó thưởng thức trước rồi nè. Coi cái dĩa cơm nó trang vô nhìn ngon ghê luôn. Cái này mà ăn ngốc không? Cái này vừa ăn là không mặn. Vừa phải không? Rồi giờ tao mình thưởng thức cơm trưa ở bên Cam này nha các bạn. Ở bên đây là tụi mình thấy có một quán bán cơm là tụi mình quẹo vô liền. Tại vì ở bên đây kiếm chỗ mà bán quán hàng ăn á các bạn, đặc biệt là bán cơm á, nó khó lắm. Tại vì ở đường mà quốc lộ chính á, là ví dụ mà hay có khách du lịch á, thì sẽ có nhiều chỗ bán cơm. Còn đây là ở trong vùng thôn quê á, vùng thôn quê đường đất đỏ không à, là mình đi ra khúc ngoài đây là mới có đường nhựa, là kiếm được chỗ bán cơm này là hiếm lắm. Bây giờ tụi mình quẹo vô liền, không có kén chọn. Để giờ mình ăn thử cái nước chấm, cái nước mắm sệt này ha. Mắm sệt này. Cậu dẻo hả? Tao để mình ăn thử gạo coi. Gạo dẻo xịn luôn các bạn. Mềm mềm ăn ngon lắm. Bây giờ mình trang mình ăn thử coi. Nghe nghe mình nói ăn khục cũng được á. Cái miếng sườn này mình thấy nướng giống như nướng hàu sáng nè. Giờ nhìn nó khô queo à. Đúng rồi. Cái thường nhìn nướng cái sườn cũ nhìn nó khô chứ nó mềm. Nó mềm chứ nó không bị cứng nha. Đây là cái gạo nè, gạo nó dẻo. Gạo dẻo ăn ngon kìa. Để ăn thử đầu chua coi. Cái này là dưa leo hả vậy ta? Dưa leo. Dưa leo mà họ ngâm chua đó. Đó bạn. Dưa leo họ ngâm chua nhìn ăn nhìn cũng ngon lắm nè. Bây giờ mình ăn thử ha. Giòn quá ta. Giòn rụm luôn á. Ngon ok. Giờ tụi mình sẽ ăn xong rồi uống nước nghỉ ngơi xíu rồi tụi mình sẽ đi hớt tiếp nha mọi người. À, giờ mình ra mình tính tiền với mình coi nước ngọt này nãy phải mình trúng không ha. Cái này có trúng không? Một không? Còn này. À là mình trúng 2 nắp, uống 3 lon trúng 2 nắp. Rồi với tính tiền cơm đi. Ghi giấy các bạn, ghi giấy cho dễ. Ba dĩa là 9.000 ria các bạn, một dĩa là 3.000 ria.
đâu phí tinh mùi ốc buôn con phần mà nít buôn con là 13.500, này trừ ra 2 lon rồi, một lon là 4.500, mà trừ ra 2 lon là tính con lon 4.500 nè, còn 3 dĩa là 9.000 ria, là dĩa là 3.000 ria, là dĩa tính ra tiền việt là có 15.000, đó là tổng cộng là 13.500, 13.500 là tính ra tiền việt như ta, 5.000, 10.000 đó là 50.000 tiền việt, 3.5.15 đó. Là tính ra có mấy chục ngàn à, có 70-80 ngàn gì à. Này lấy tiền Việt không? Tiền nhiều lắm, tiền cam nhiều lắm, người Việt chứ tiền cam nhiều lắm. Ria phải không? Ria 13.500, khoan để đếm tiền lẻ trả sau 2. 10 nè. Đốc. Đốc à 10 đúng rồi. 12 mui pi. Pi. À, còn 3.500 nó tiền đâu trời. Thôi trả lại đây. Đó. 20.000 nè. Để đi chấn lẻ. Tại ghẹo thôi chứ mình có tiền cam mà. Mình ghẹo thử coi ở đây người ta có lấy tiền cam không á. Rồi. Okun. Rồi mình tính tiền xong nha. Tính ra bữa cơm này chưa tới 100.000. Ba người mà uống nước luôn mà chưa tới 100.000. Này cô làm chân gà nè. Này chân gà là món gì đây ta? À chân gà rút xương phải không? Bỏ xương ra ngoài kìa. À, à cái chân gà là đâu còn xương đâu. Chay hả? Chay là chân gà. Rồi rồi coi, thôi mình đi. Bye bye con. Rồi. À quên, quên. Rồi ok, mình tiếp tục lên đường ha. À, các bạn ơi, ở đây từ xa là tụi mình phát hiện có một tấm bảng giống như hớt tóc. À đúng mà hớt tóc. Tưởng đâu là tiệm uống tóc chứ. Rồi quẹo vô luôn. Ủa phải hớt tóc nam không ta? À phải phải phải, đây là hớt cái tóc nam. Ấy ta, để xuống. Rồi có khách. Có. Đấy. Tiệm này ở đường đất đỏ. Undercut không biết ông ta à, để lại đi chỉ mẫu đi cái nào ta này giống giống như thế này nè đúng không nè cái này, này. Có hả rồi bữa nay là mình giao phó cái đầu mình cho ảnh hết luôn nha mọi người chưa biết ảnh hết sao mà kệ họ không sao mới ăn cơm xong rồi hớt tóc ngồi nó bị cắn bụng à. Giờ trưa nắng dễ sợ. Tiệm của anh bèo bèo chứ có những khoản luôn nha. Anh tên gì nhỉ? Công Vu Thi. Công Vu Thi.
còn cạo nữa là xong. Đây hết cũng giống giống bên Việt Nam của mình vậy đó, nhưng mà mấy tiệm nãy giờ mình đi là không có lấy trái tay, chắc kiểu như tiệm nhỏ là không có, còn bên mình tiệm nhỏ nhỏ chứ có hết à. Ok, ok, ok. Good, good. Rồi xong. Oh. Nãy giờ cũng 20 phút hơn ha. Rồi để hỏi nhiêu tiền. Nhiêu tiền à? Bun. Bun bun bon. Bun bon. Bun là 4.000 nha các bạn. Bun bon đấy, Việt Nam. À, đây có tiền cam 4.000 phải không? 500, 1.000, 5.000, bao cho 5.000 luôn. Ok, ram 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 ram. Chào chào. Chào chào bọn. Ok. Thank you very much. Chào cơ. Anh mới nói tiếng Anh mình ảnh chào. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Chào anh ha. Ở bắt tay chào chứ quên. Rồi thôi mình về. Bữa nay hết cũng có 4.000, tổng cộng hết 3 cái đầu là có 13.000 à. Thôi đi về, giờ tụi mình rút về cái Việt Nam ha. Giờ về Việt Nam. Giờ về ghé chỗ kia mua dế. Đi. Rồi ok, từ sáng giờ anh em mình cũng đi qua bên Cam, mình đi hết tóc ha, với mình đi ăn uống. Là tổng cộng là mình hết 3 cái đầu. Mỗi cái đầu là 5.000 ria hả? Có chỗ có 4.000 mà mình trả luôn 5.000, là ba cái mình tính chẳng cho 15.000 đi. Với ăn cơm ba dĩa cơm 13.500. Là mình uống 3 lon nước mà trúng hết 2 lon. Là tính tiền con lon là tổng cộng ba dĩa cơm với ba lon nước là 13.500. Tổng cộng hết ba cái đầu với ăn ba dĩa cơm với uống ba lon nước tổng cộng là có 28.500. 28.500 là tính ra tiền Việt là chưa tới 150.000. Đúng không? Giờ quá rẻ, giờ anh em nó hớt đi, nãy giờ về tới Việt Nam giờ cái đầu ngứa quá rồi. Giờ vô tạm biệt mọi người đang cho tụi nó vô giờ nó tắm nữa chứ giờ ngứa ngồi rên nãy giờ. Rồi, chào tạm biệt mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người lần sau. Lần sau hồi nãy mình đi ngang cái chỗ mà bên đó đó, người ta đã tập kết cái dế cơm á, người ta tập kết dế cơm mà người ta bán qua Việt Nam mình nè. Nhưng mà đi trúng cái dịp cái giờ người ta tập kết xong rồi á, để lần sau tập sau mình đi ngang mình sẽ qua cho mọi người xem ha. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người. Bye.